Okay. Sống một cuộc đời sống làm chứng là cái điều chúng ta nên tập. Nếu mình không tập á, thì nó sẽ không có đến naturally, Mỹ gọi là natural á, một cách tự nhiên đối với mình. Oh well. Nếu có ai vô thì chắc nó sẽ báo tin cho Phương. Để ông lại tuần rồi đó thì chúng ta học lý do tại sao chúng ta nên sống một cuộc đời sống thường xuyên làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Thì ở đây Phương ôn lại 5 điều mà chúng ta học tuần rồi. Tuần rồi rất là hay và Phương mong rằng tuần này chúng ta sẽ cũng có nhiều người chia sẻ lời của Chúa. Và chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đối ở trong cái niềm tin của mình. Nhưng mà năm lý do chính, có thể có nhiều thêm, nhưng mà năm lý do chính từng rồi mình học là tại sao mình nên làm chứng về Chúa. Là đầu tiên, làm chứng là yêu thương như Chúa yêu thương người ta. Khi mà mình nói cho người ta biết về Chúa là mình tỏ lòng yêu thương của mình cho người ta. Vì nếu mà người ta không biết về Chúa thì cái đời sống thực hữu của họ đó thiếu mất cái ân lành của Chúa, và thiếu mất rất là nhiều điều. Mình học Kinh Thánh rất là lâu dài, mình có ông học hết tất cả những điều gì mà người tin Chúa nhận được mà người không tin Chúa không bao giờ biết đến. Chính trong đời sống thực tế và trong đời sống đời đời á, thì họ sẽ hư mất ở trong lửa địa ngục nếu họ không được sự tha thứ và ân điển của Chúa. Thành ra làm chứng quan trọng nhất là mình tỏ tình yêu thương của Chúa đối với con người, đồng bào của mình. Và số 2, làm chứng là mạng lệnh. Chúa ra lệnh cho mỗi người làm chứng. Số 3, làm chứng là đặc quyền của người tin. Biết bao nhiêu lần những ma quỷ là trong cõi thế giới linh á, thuộc linh á, nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời chí cao, là đấng thánh của Chúa, nhưng mà Chúa cấm các ma quỷ. Ma quỷ không được nói về Chúa. Những người không tin cũng không có được làm chứng về Chúa. Nếu mà họ có thì giống như là Phương kể từng rồi đó, những cái kết quả đó nó sẽ không có như ý đâu. Và số 4, làm chứng tăng cường cuộc đời đức tin của chính mình. Mỗi khi mình nói đó thì ai là người nghe trước? Mình là người nghe trước. Thành ra khi mình làm chứng đó thì chính cái con người của mình nhận xét rằng á là ồ, Chúa đã làm như vậy, Chúa quyền năng như vậy và Chúa đã yêu thương mình như vậy. Thành ra khi mình làm chứng đó, cái đời sống của mình còn mạnh hơn. Và số 5, làm chứng là mang ý nghĩa cho đời. Ai cũng muốn giúp đỡ những người khác, ai cũng muốn phụ được một tay nếu mình có thể được. Nhưng mà khi mình làm chứng và đem một người đến sự cứu rỗi, đem một người từ trong sự không biết đến sự hiểu biết về người cha thiên thượng đó, thì mình cứu cả cái đời sống của họ và cái tương lai của họ. Thành ra nó mang cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho cái đời sống của mình. Bữa nay thì mình học qua số 3 và số 4. Và thay vì mình học số 3 rồi qua số 4 thì mình sẽ học số 3, số 4 cùng một lượt nhưng mà qua mấy tầng. Số 3 là điều chính để nói khi mình làm chứng về Chúa, và số 4 là điều chính để làm khi mà mình làm chứng về Chúa. Thì trong những tuần tới thì mình sẽ học vài điều mình nói và vài điều nên làm chung với nhau. Thành ra bữa nay mình bắt đầu về cái cách mà Chúa Giêsu Christ làm chứng. Chính những cái điều mà mình học tập đó thì giống y hệt những điều mà Chúa Giêsu làm, cái phương pháp của Chúa Giêsu. Sở dĩ Phương nói rằng cái phương pháp của Chúa Giêsu đó là tại vì trong những năm qua mình cũng học rất là nhiều phương pháp để mà đi chứng đạo, nhưng mà Phương thấy rằng là nó không hữu hiệu lắm. Có khi nó hữu hiệu, có khi người ta nghe, có khi người ta không nghe. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là cái cách của Chúa Giêsu thì rất là dễ dễ làm, và Phương nghĩ rằng là rất là thực tế. Cho nên người ta không chỉ cần nghe thôi, nhưng mà người ta sẽ thấy. Mọi người đọc câu Kinh Thánh này chung với Phương nghe để mình biết rằng là cái cách của Chúa Giêsu làm chứng là như thế nào. Một, hai, ba. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội,
giáng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân. Ok, ở đây Phương tô bàn hai phần là giáng tin lành và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Thành ra cái điều nói là giáng tin lành, cái điều làm là chữa lành bệnh tật. Ồ, chưa gì hết thì thấy là hơi khó rồi phải không? Làm sao mà mình chữa lành bệnh tật cho người ta? Nhưng mà Phương mong rằng sau sau khi mình học bữa nay đó thì mình sẽ thấy rằng không khó như mình tưởng tượng. Cả hai. Thì mình bắt đầu về phần đầu tiên. Làm sao mình có thể giảng tin lành? Và những tuần trước thì Phương nói rằng á, cái giảng tin lành đó thì giảng dạy nó khác nhau như thế nào? Ai còn nhớ không? Cái giảng với cái dạy đó là khác nhau như thế nào? Cái giảng đó cái giảng đó, nó tự tự như là cái công bố hơn. Công bố nghĩa là nói một chiều, nghĩa là người người ta nghe rồi người ta nhận nhận thức thôi, một là họ chấp nhận hay là không chấp nhận. Còn cái dạy đó thì có cái sự trao đổi qua trao đổi lại. Thành ra cái cách mà mình giảng mà rất là thực tế nhất đó là mình kể cho người ta biết cái kinh nghiệm của mình ở trong Chúa. Ở trong Kinh Thánh có một cái chỗ mà Đức Chúa Jesus Christ đi đi đến một cái thành Samari. Ở bên Việt Nam Phương không biết người Bắc còn kỳ thị việc người Nam hay người Nam còn kỳ thị người Bắc không, nhưng mà ở xứ Do Thái hồi xưa đó, người Do Thái họ kỳ thị người Samari lắm. Họ không có đi vào cái vùng của họ, đến thành phố của họ hoặc là nói chuyện với người Samari. Tại vì những người Samari là những người Do Thái mà hồi xưa họ lấy những cái người dân khác đó rồi họ đẻ con ra lai lai dân Do Thái với dân ngoại. Thành ra dân Do Thái á, thì họ kỳ thị những cái người Samari vì họ là giống như là mất đi cái nguồn dân chủng rồi đó, mất đi cái gốc của người Do Thái. Nhưng mà khi Đức Chúa Jesus Christ đến thì Ngài và các môn đồ của Ngài, Chúa cố ý đi đến một cái làng Samari và Chúa ngồi ở cái giếng, Chúa đợi một con người là một người đàn bà đi múc nước, mình thấy ở trong hình này. Và Chúa Jesus Christ nói vài điều với người đàn bà này, và người đàn bà này đó bởi một người thôi mà cả làng tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và lý do gì? Cổ không có nói những cái điều lý lẽ sâu sắc mà Chúa nói với bà. Chúa nói với bà một trong những câu mà giống như là sâu nhiệm nhất mà người ta thường thường giảng đó là Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải thờ bằng tâm thần và lẽ thật. Bà không có đi kể cái đó, bà không có đi kể lại cho những người trong làng của bà những cái lý lẽ sâu nhiệm đó. Bà chỉ nói rằng á, là mấy người hãy đến xem, tôi gặp một người mà nói cho tôi biết tất cả những chuyện mà tôi làm. Tại vì đời sống của bà rất là thăng trầm, đã có tới 5 đời chồng. Mà cái người mà bà sống với bây giờ đó, người đàn ông bà sống không phải là chồng của bà. Nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ biết và nói y như vậy. Thành ra bà trở vào làng và bà nói với tất cả những người trong làng rằng là các ngươi hãy đến xem, tôi gặp một cái người này rất là đặc biệt, cái người này tôi không kể mà có thể nói cho tôi biết về chính đời sống của tôi. Thành ra mấy cái người ở dân làng đó họ ùa ra, và khi mà họ gặp Chúa Giêsu đó thì họ nghe nghe Chúa Giêsu, và tất cả những người ở trong làng Samari đó họ tin Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời nhờ một người đàn bà này. Thành ra cái này đó là cái cách dễ nhất mà mình có thể giảng tin lành. Tại vì khi mà mình nói về cái câu chuyện của mình đó thì đâu có ai có thể cãi mình được, phải không? Tại cái đó là cái đời sống của mình. Một là họ tin hay là họ không tin thôi, chứ mình kể cái cảm giác của mình kể cái kinh nghiệm của mình đó thì đâu có ai nói gì mình được, phải không? Thành ra làm chứng về tại sao mình tin Chúa là cái điều dễ nhất mà mình có thể nói về tin lành. Và nó có 3 phần thôi, là mà Phương khuyến khích rằng á, là mình soạn sẵn hay là không phải soạn nhưng mà mình tính sẵn và có thể mình tập nữa. Cỡ 3 cho tới 5 phút thôi, mình không cần kể dài nếu cái câu chuyện mình
Có rất là nhiều điều mà bất ngờ đó, thì mình kể 10 phút cũng được, nhưng mà mình kể 3 điểm chính. Một là trước khi tôi tin Chúa, đời sống tôi như thế nào thế nào thế nào. Rồi tôi tin Chúa vì cái cơ hội gì? Tôi nghe cái gì đó, hay là tôi thấy cái gì đó, hay là một ngày nào đó ai mời tôi đến nhà thờ, hay là ai gặp tôi nói cái gì đó, là cái cơ hội mà mình tin Chúa. Và số 3, sau khi tôi tin Chúa, bây giờ tôi đời sống như thế nào thế nào thế nào. Ok, nghe thì rất là dễ phải không? Và Phương nghĩ rằng mỗi người tin Chúa, chúng ta có một cái không không phải là câu chuyện, nhưng mà một cái kinh nghiệm mà mình có thể kể cho người ta được. Thành ra bây giờ cũng giống như tuần rồi, thì Phương muốn mời ở đây hoặc là trên mạng, nếu ai muốn chia sẻ về cái cơ hội nào mà mình biết đến Chúa và mình tin nhận Chúa, thì Phương mời chúng ta chia sẻ trong thời gian này. Ở trên mạng, tự nhiên bước lên và mở tiếng lên nói, hoặc là ở đây mình nghe cỡ vài người kể cái câu chuyện tin Chúa của họ. Any volunteers? Các ai muốn tình nguyện kể không? Ok, để chị Yến kể đây. Đợi chút xíu. Ok, chị Yến là một trong những người rất là hoạt bát ở trong Hội Thánh. Ok, chị Yến kể nha. Lúc mà mình ở tiểu bang khác á, thì cái gia đình kế bên họ là Tin Lành, rồi họ mời chị đi nhà thờ, thì chị trốn nhiều lần lắm lại mời. Chị nghĩ mỗi lần họ thấy chị là chị họ rủ chị đi nhà thờ, mà chị hồi đó chị đâu có đi nhà thờ đâu chị biết. Xong rồi chị mỗi lần đúng giờ là đi là chị vô nhà, chị kéo màn rồi xuống, chị đóng cửa rồi rồi hết, chị đây cũng như không có nhà vậy. Chị trốn nó lại hình như tới là thứ năm thứ sáu gì đó, rồi họ cũng cương quyết, họ cũng rủ chị đi. Cái lần á, thì cô chú đó nói là thôi hôm nay nó không đi thì tôi với ông ở nhà đợi nó luôn đi, mình cứ ngồi ở đây đợi đi, chị nào muốn đi thì mình đi đó. Cái hồi chị thay đồ chị đi, thì chị đến đó thì cái lần đầu chị đến thì chị thấy cũng hơi là cũng chưa biết gì, thì nhưng mà chị thấy chị rất là quý những người trong đó, ai cũng rất là dễ thương, tốt. Rồi cái họ mời chị đi nhóm, rồi chị đi, rồi từ từ cái chị ấy là chị mới về đây, là chị về đây thì chị bắt thêm ở đây, chị tiếp tục ở đây. Thì chị nghĩ là mình cứ mời đi, nếu ai mà không đi mình cứ mời. Và mình nghĩ là nhiều khi chị mời người ta mời chị không đi, cái chị nghĩ lại tới những chị hồi đó chị là vậy. Bây giờ chị Yến cương quyết mời lắm Đó là và chị mời hoài rồi đến đi, nhưng mà tiền nào chị gặp chị cũng mời, tiền nào đi rồi đi, nhưng mà chị giờ chị cũng mời, giống như chị nghĩ là đó mình cũng vậy ha, giờ mình không trách người ta được. cảm ơn chị Yến chia sẻ. Đó là khích lệ cho chúng ta, ai mà mời người ta không đi thì không sao, cứ mời. Ok, ở trên mạng có ai muốn chia sẻ không? Nếu có thì xin mở tiếng lên. Mấy anh em ở trại mấy tên, có ai muốn chia sẻ không? Hoặc là ở đây. Anh lấy người nhiều quá hả? Mình cũng có cái kinh nghiệm về Đây tin là Chúa giống cũng giống giống chị Yến vậy đó. Mình có một cái người bạn mình cũng lai giống như mình đó, nhưng mà người đó là nữ, cũng người người da màu. Rồi hai vợ chồng đó cũng mình đó mình đi làm việc ở trên chỗ nhà thờ Đức Bà ở tại Việt Nam đó, là nhà thờ lớn đó. Nhưng mà thật sự ra đó là mình không có biết gì về Chúa, nhưng mình chỉ thấy vậy thôi. Mỗi ngày mình làm trong đó là mình đi về, mình đi về nhà vậy thôi. Rồi tới lúc mà Chúa đang kêu gọi, thấy có người bạn mình đã đến đó, nhà mình đó, họ mời mình đi hội hội thánh đó, từ lúc mà 7 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều họ chưa chịu về nữa. Kiếm cách mình đuổi họ luôn, mà họ cũng không chịu, là họ ngủ luôn tại nhà mình đó chứ. Hai vợ chồng nằm đó lấy cái gối ra nằm ngủ luôn, tới chiều dắt mình đi Giáng sinh, là mình từ đó là mình đến nhà thờ mình tin Chúa, là cho tới bây giờ là 18 năm rồi đó. Cái sự kiên quyết của Chúa là đặt để trên cái người bạn của mình đó, mình biết chứ không phải thật sự người bạn của mình, là cái người Chúa đặt cái điều đó trên cái quyền năng của Chúa đặt ở trên người bạn của mình. Thậm chí là mình đuổi đuổi khéo đó mà người ta không về, người ta lại đã nằm đã ngủ luôn, đợi tới chiều là đang mình đi về lễ Giáng sinh cho họ, từ 7 giờ sáng là tới 5 giờ chiều á.
là mình phải đi, ba ơn Chúa là Wow. mình nhờ đó và đó mình được cứu. Oh. Nghĩa là mày đi nhà thờ mà. Là lúc đó 7 giờ sáng đó mà mình đã nấu cơm cho nó ăn. Wow, cái đó là rất là cương quyết luôn á. Tới 5 giờ chiều mà nó 2 giờ chồng lăn ra ngủ luôn, để gối nó ngủ luôn, mượn xin gối ngủ đi chứ. Mình nhớ lại thì mình xấu hổ vậy con. Ngủ khéo đi chứ. Vui Mà tôi nói bọn cái 2 chồng này nó dai quá. cảm ơn Chúa. Thật sự cái người tin Chúa đó họ có một cái cương quyết rất là cương quyết, bởi như vậy mời mấy mấy lần không chịu đi rồi cũng ngồi dạ ở đó, rồi ở đây là ngủ dạ luôn. Ngủ ghê nó đi. Cảm ơn Chúa. Mà bây giờ chị Yến yêu mến Chúa rất là nhiều. Anh Sơn mình thấy cũng đời sống đức tin cũng rất là mạnh mẽ. Thành ra những cái người chia sẻ và làm chứng, Chúa kể rằng là có khi mà cái người một người thôi mà trở về tin nhận Chúa đó thì cả thiên sứ ở trên trời đó ăn mừng. Thành ra chúng ta biết rằng mình không có thấy được cả thiên binh ở trên trời ăn mừng, nhưng mà mình thấy được chính cái cảm giác của mình một người tin Chúa thì mình rất là vui. Thành ra bởi như vậy những cái người mà tin Chúa đó thật sự đó có những cái lòng rất là cương quyết để làm chứng và mời những người đi đến nhà thờ và tin nhận Chúa. Cảm ơn chị Yến và anh Dạ, Sơn chia cái này sẻ. mình cũng có xin chia sẻ thêm một chút là mình để nói để cho anh em ở Tây Tân đó, ở Việt Nam hay là cả anh em ở đây đó, trong vấn đề mình tin Chúa đó, thật sự thần của mình đó là thần sự sống. Thì trước đây mình có một tôn giáo, chắc chắn là mình ở trong Phật giáo mình chưa chắc mình chưa mời ai mà để mà đi nhà đi đi chùa hết đó. Nhưng mà trong Chúa, khi mà mình tin Chúa, cái sức sống của thần linh đó, có thật, thì bắt đầu mới vực dậy trong mình những cái trong trong cái bản năng con người của mình đó, là cái tiềm thức của mình đã làm biết đó là cái người mà người cha của mình mà mình nói muốn nói về một cái người cha tốt của mình. Cái thực sự ai cũng có một tôn giáo lớn lên ở Việt Nam hay bất cứ nước nào cũng có một tôn giáo, nhưng mà cái vị thần nó đã chết rồi, không có còn sức sống nữa luôn, cả cái lời hát của mình nghe cũng không có mua được, cũng nghe sầu thảm nữa. Nhưng mà trong Chúa mình, khi mình nghe lời hát hay bất khi mình đã tin Chúa rồi đó, mình có kinh nghiệm, mình thấy từ cái lời hát cho tới người bày cái lời cái câu kinh của Chúa đâu cần nhiều. Người ta nói Phật giáo tới ba tàng kinh cát mình không biết là bao nhiêu nha, nhưng thực sự kinh thánh của Chúa có một cuốn thôi mà thực sự, lời của trong này là đầy đủ, đó là thần, đó là lời của sự sống thật. Tạ ơn Ok. Chúa. Cảm ơn anh Sơn chia sẻ. Đúng rồi, những cái điều mà chúng ta nghe về cái sự cương quyết và cái tâm tình mà làm chứng về Chúa đó là tại vì có cái sức sống, một cái nỗ lực ở trong cái người tin Chúa để khiến cho mình quan tâm đến và muốn cho người ta biết và nghe đến Đức Chúa Jesus Christ. Đó là thần linh sống mà anh Sơn kể. Cảm ơn anh Sơn chia sẻ cái điều đó rất là chính xác. tôi Ok. tôi Ok. cũng có cái chia sẻ mà Ok. Chia sẻ đi. hồi lúc mà tụi tôi mới qua đây đó thì ở dưới xác xịt đó thì cũng ít người tin Chúa lắm, nhưng mà tôi có cái kinh nghiệm là mình cứ đi chở con nít của người ta, cha mẹ nó nhiều khi ngày Chủ nhật nó bận đi đâu đó, nó để cho mình chở con nó đi nhà thờ, mình họ trả để cho mình chở con họ đi nhà thờ, rồi tới chiều đó mình mới trả về, coi như là mình giữ baby sit vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là nhờ tôi cứ kiên trì là người ta cha mẹ nó không tin Chúa, nhưng mà cha mẹ nó cho mình chở con họ đi nhà thờ thì tôi vẫn chở. Rồi khi lên đây cũng vậy, cũng có rất nhiều cái trường hợp như vậy đó. Thì cuối cùng rồi đó, những đứa trẻ đó nó tin Chúa, nó lớn lên ở trong Chúa, rồi cha mẹ nó cũng tin Chúa. Cái điều mà tôi thấy được, nếu mà mình cứ đừng đừng có nản lòng là người lớn họ không chịu đi, thì bây giờ nếu họ có con nít mình cứ dẫn đi, rồi chính những đứa con nít đó nó sẽ lớn lên trong Chúa, rồi cha mẹ nó
thấy Chúa qua đời sống của nó rồi cha mẹ nó tin Chúa. Mà chính tôi kinh nghiệm được điều đó, mà chính tôi đã từng làm điều đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mẹ chia sẻ. Ok, mình trở về bài học về phần số 2. Thành ra phần thứ nhất là mình chỉ nói cho người ta biết về tại sao mình tin Chúa, và đời sống của mình trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa khác biệt như thế nào, thì họ sẽ, cái điều đó chỉ là thật thà thôi, và mình chia sẻ cái đời sống thực tế của mình thôi, và trong đó đó thì họ sẽ thấy được là có cái gì đó ở trong đời sống của mình, và họ từ từ họ quen biết cái niềm tin của mình và Đức Chúa Trời của mình. Và cái phần thứ nhì, từng nay mình học đó là chữa lành mọi thứ bệnh tật. Và tại sao trước tiên mình, trước khi mình vào cái thực tế là làm sao mình cầu nguyện chữa bệnh đó, thì mình phải biết lý do. Và ở trong sách Côrintô này đoạn 2 câu 4 cho mình biết cái lý do rất là thực tế. Thành ra mình đọc chung nha. 1, 2, 3. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Ok, ở đây, ở trong sách này là chính ông Phaolô, ông nói rằng á, là ông giảng tin lành không phải chỉ là lời diễn thuyết. Nhưng mà thật sự ông Phaolô là người rất là có học cao, ông nói rất là hay, và lời lẽ của ông đó giống như là người ta nói không lại, nhưng mà ông nói không phải bởi những cái lời khéo léo và những cái lời diễn thuyết khôn ngoan, nhưng mà tại sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. Thành ra những cái giống như là Phương nói hồi nãy đó, những cái phương pháp mà hồi đó giờ Phương học ở bên nước Mỹ đó, nó thiếu cái phần này. Họ dạy cho mình làm sao bắt vào đề, làm sao hướng dẫn người ta đến, rồi làm sao kể câu chuyện tin tin lành, nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng mà chúng ta bị cách xa Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa yêu thương mình, cho nên Chúa gánh thay tội lỗi của mình và Chúa chết trên thập tự giá để bây giờ mình được tha thứ và mình có thể gắn liền với người cha thiên thượng của mình. Đương nhiên, cái đó người ta phải cần nghe và người ta phải cần biết. Nhưng mà ở đây ông Phaolô nói rằng là chúng ta phải có sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép. Nếu không đó, thì tin lành nó mất đi một phần nữa. Và mình không thật sự làm theo phương pháp của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh, nơi nào mà Chúa Jesus Christ đi đó, thì Chúa cũng chữa lành những bệnh tật. Và ở đây đó, thì Phương trích ra từ Luca đoạn 4 câu 18 đến câu 19. Phương nghĩ rằng là chúng ta mỗi người nên nên học thuộc lòng câu này. Nếu chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta học thuộc lòng câu này. Câu này là chính tiên tri Esai nói về Chúa Giêsu 500 năm trước khi Chúa sinh ra. Và khi Chúa Giêsu đến thì Chúa nói là đây, cái những lời này nói về ta. Và bây giờ thì chúng ta đọc đó thì những lời này nói về mình. Thành ra Phương đổi cái chữ ta này đó là Đức Chúa Giêsu Christ nói đó, thành cái chữ tôi là mình nói. Ok, bây giờ mình đọc mấy câu này nha. Nhưng mà mình nói tôi và mình nghĩ là mình. Ok, trong Luca đoạn 4 câu 18, 1, 2, 3. Thần của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã sức giàu cho tôi, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai tôi để rao cho bẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Năm lành của Chúa, nếu mình không biết, ở trong Cựu Ước đó, năm lành đó là tất cả những người mà bị bán làm tôi mọi đó được thả ra, ai mà thiếu nợ đó cũng được xóa nợ. Năm lành đó là tất cả những người nô lệ từ nơi nào đó được trở về nhà, ai mà bị tù tội gì đó cũng được tha. Năm hân hỷ đó, năm lành của Chúa là năm tha thứ, năm được tự do. Và năm lành của Chúa là khi Đức Chúa Jesus Christ đến. Thành ra ở đây Chúa Jesus Christ nói là thần của Chúa là Đức Thánh Linh đó ngự trên tôi. Và bây giờ mỗi người mình đó,
thì Đức Thánh Linh ngự ở trong mình, và Chúa đã sức dầu cho mình truyền giảng tin lành cho kẻ nghèo, để sai mình ra để cho những người bị cầm là bị ma quỷ đang cầm buộc ở dưới quyền lực của ma quỷ đó, được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Hà hiếp đây á, là ma quỷ hà hiếp đó, và để đồn ra năm tha thứ hay là thời thời điểm tha thứ của Chúa. Thành ra khi mà chúng ta chữa lành cho người khác đó, thì chúng ta làm theo mạng lệnh của Chúa, chúng ta bắt chước theo Đức Chúa Giêsu, và cái điều quan trọng nữa là chúng ta tỏ ra tình yêu của Chúa. Ở đây phân để hai điểm là chúng ta chứng tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói rằng Chúa yêu bạn, nhưng mà người ta không có thấy được, người ta chưa biết Chúa, làm sao người ta biết Chúa yêu họ như thế nào? Và cái điều này Phương nghĩ rằng có nhiều người tin Chúa cũng sai lầm rằng là nếu mà họ có đức tin, hay là nếu mà họ tin nhận Chúa rồi thì họ mình cầu nguyện cho họ mới được. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý ở trong bốn sách tin lành, khi mà Đức Chúa Jesus Christ đi giảng dạy đó, thì Chúa chữa lành bệnh cho tất cả những người mà đến Chúa. Họ chưa biết Chúa là ai, họ chỉ nghe rằng Chúa Jesus Christ chữa lành bệnh cho người ta, thì những người bệnh họ đem đến, và trong Kinh Thánh nói rằng là Chúa chữa lành bệnh cho tất cả. Để phân đọc ở trong Matthew, nếu chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta lật ra sách Matthew đoạn 4, Matthew đoạn 4 câu câu 23. Phương không có để trong đây, nhưng mà Phương đọc cho chúng ta nghe. Trong Matthew đoạn 4 câu 23, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee, dạy dỗ, hồi nãy Phương có để dạy dỗ trong các nhà hội. No, maybe I didn't. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi thì Ngài chữa lành cho họ được lành cả. Nghĩa rằng á, là tất cả những người bị bệnh đem đến Chúa thì Chúa chữa lành cho họ. Tại vì đó là cái tấm lòng của Đức Chúa Cha. Khi Đức Chúa Jesus Christ nhìn người ta bị bệnh, bị tật, bị ma quỷ đàn áp, thì Chúa động lòng thương xót và Chúa chữa lành cho họ. Những người bị quỷ nhập, Chúa phán một lời thì họ được tự do. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Cha mà Chúa muốn tỏ. Cho nên đó cũng là tình yêu thương mà chúng ta cũng nên tỏ cho tất cả mọi người, dù họ tin Chúa hay là không tin Chúa. Nhưng mà cái quan trọng là họ phải đồng ý cho mình cầu nguyện. Đừng có xong tới rồi cầu nguyện cho người ta nếu người ta không muốn. Ok, mình xin phép, mình xin phép đàng hoàng, mình xin phép là nếu mà họ có bệnh gì đó thì mình xin phép rằng là tôi có thể cầu nguyện cho bạn được không, cho cô hay là cô, cho chị hay là cho anh được không? Nếu mà họ cho phép mình thì mình cứ cầu nguyện cho họ. Tại vì mình cần tỏ ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhất là đối với người chưa biết Chúa và nhất là những người chưa tin Chúa. Và mình phải tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời, vì tin lành của Chúa không chỉ qua những lời khéo léo và khôn ngoan hay là những lời thôi, nhưng mà ra từ Thánh Linh và quyền phép, những điều đó phải được tỏ ra cho người ta thấy. Và phân kết thúc với cái phương pháp, và cái phương pháp này mình nói một lần rồi nhưng mà chắc mình nói lại cho tận tường, và mình nói đi nói lại cho đến khi nào mình quen, và mình có thể thực tập. Và phân khuyến khích tuần này chúng ta bữa nay học thì thứ sáu ở nhà chị Yến thì có cơ hội chúng ta thực tập liền ở trong Mác đoạn 11 câu 22. Mình đọc cái câu này chung nha, 1 2 3. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Có vài điều quan trọng mình phải biết trước khi mà mình cầu nguyện cho người ta. Một đó là mình, cái con người mới của mình đó,
cái người thuộc linh của mình. Khi mà mình tin Chúa Jesus Christ, khi mình được tái sinh, khi mình nhận lãnh Đức Thánh Linh á, thì cái con người mới của mình đó nó trọn vẹn, cái người thuộc linh của mình trọn vẹn, giống như là phân giảng Chủ nhật tuần rồi đó. Cái thể xác của mình với cái sự suy nghĩ của mình đó thì nhiều năm nay nó bị ảnh hưởng bằng cái cuộc sống này, nó không có tin những cái điều mà nó không thấy được, nó không rờ được, nó không cảm giác được. Nhưng mà cái con người thuộc linh của mình đó là trọn vẹn, và cái con người thuộc linh của mình đó sống bằng cái lẽ thật của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh mà chúng ta thấy đó. Thành ra cái con người thuộc linh của mình đó thật sự không cần thấy, nghe, đụng, rờ, cảm giác. Cái con người thuộc linh của mình chỉ cần lời của Đức Chúa Trời thôi. Và hơn nữa, con người thuộc linh của mình đó có một cái tâm trí trọn vẹn, một cái sự hiểu biết trọn vẹn về tất cả những điều thuộc linh. Tại vì sao? Tại ông Phaolô nói rằng là chúng ta có cái tâm tình như Đấng Christ, có cái tâm trí của Đấng Christ, phải không? Và cái con người thuộc linh của mình đó thật sự có một cái đức tin trọn vẹn. Ở đây đó, thường thường người ta đọc cái câu này á, người ta nghĩ rằng á là ô, nếu mà đức tin tôi mạnh mẽ đó thì tôi có thể nói với hòn núi rằng phải quăng xuống biển thì nó sẽ quăng xuống biển. Nhưng mà đức tin tôi thì chưa đến đó, phải không? Thường thường những người tin Chúa là như vậy. Nhưng mà chiều hôm nay Phương muốn nói rằng thật sự mình không phải là những kẻ ít đức tin. Những câu đó đó Đức Chúa Jesus Christ phán cho môn đồ của mình đó trước khi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khi mà họ nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi đó thì họ có quyền phép của Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, khi mà mình tin Đức Chúa Jesus Christ đó, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em. Thành ra ân điển và đức tin, sự cứu rỗi không đến từ anh em. Cái đức tin mà mình có đó cũng không phải đến từ mình nữa. Cái đức tin mà mình có đó là đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra con người mới của mình có một tâm trí trọn vẹn. Vì chúng ta có tâm trí của Đức Chúa Jesus Christ. Cái con người mới của mình có một cái đức tin trọn vẹn như là Đức Chúa Jesus Christ có. Tại vì mình nhận lãnh cái đức tin của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi như vậy, Chúa mới expect, Chúa mới mong mỏi rằng là chúng ta sẽ cũng giống như Chúa phán với những hòn núi thì nó sẽ dời đi. Nhưng mà tại vì hồi xưa đến giờ chúng ta có thể chưa biết rằng là cái con người thuộc linh của mình là cái con người trọn vẹn, cái tâm trí của mình là tâm trí của Đức Chúa Jesus Christ trọn vẹn, cái đức tin của mình là đức tin của Đức Chúa Jesus Christ cho mình, của chính Chúa cho mình. Cho nên mình không dám. Mình chỉ dựa vào cái tâm trí và cái sự suy nghĩ của cái xác thịt của mình hồi xưa đến giờ, mình cảm giác như thế nào, mình nhìn nhận như thế nào, mình xem xét như thế nào, mình thấy được như thế nào đó thì mình mới tin. Bây giờ nếu mà mình muốn cầu nguyện chữa lành cho người ta đó thì mình phải dùng cái đức tin mà trọn vẹn của Chúa Giêsu đó, và cái đức tin đó rất là dễ dùng. Nếu Chúa nói thì mình tin là như vậy, có như như vậy thôi. Nếu Chúa nói rằng Chúa sẽ chữa lành thì mình tin, và thật sự Chúa nói rằng là bởi lằn đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành. Thành ra nếu Chúa nói như vậy, mình có tin như vậy không? Yes, no. Yes, amen. Okay. Và hơn nữa, Phương có vài câu hỏi cho mình hỏi nữa. Mình tin rằng á, trong sách Matthew mà những câu mà Phương mới đọc hồi nãy đó là chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành tất cả bệnh tật không? Amen. Tin phải không? Amen. Mình mới đọc trên sách Matthew nè. Mình Tin đúng rồi. Rồi. amen. Không khó trời. Rồi mình có tin rằng á là mọi lời mà Chúa nói là thật không? Tin. Ok. Rồi mình có biết rằng á là chính Đức Chúa Jesus Christ nói rằng á là các ngươi sẽ làm những việc ta làm và những việc lớn hơn nữa không? Amen. Amen. Ok. Thành ra mình suy nghĩ bây giờ Phương đọc lại nha. Phương đọc lại nha. Bây giờ Phương đọc rồi mình thấm nha. Mình suy nghĩ rằng mình làm những việc này và những việc lớn hơn nữa nha. Ok.
Người ta bèn đem cho ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì ngài chữa cho họ được lành cả. Ok, thành ra mình qua đức tin và quyền năng của đức tin cũng có thể chữa cho tất cả và hơn nữa. Ok, nhưng mà để Phương nói chi tiết để cho chúng ta thực hiện được. Ở đây á, có ba phần. Quả thật ta nói cùng các ngươi, số 1, ai biểu hòn núi này phải dời đi thì nó sẽ dời, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng và như tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm. Có ba điều cần thiết. Mình tin chắc điều gì? Mình tin chắc lời Chúa. Và những người ở đây thì có thấy Phương làm vài lần, và nếu mà vô cái phòng y tế chữa lành đó thì cũng sẽ thấy Phát làm y như vậy. Khi mà mình cầu nguyện chữa bệnh đó thì mình không có cầu xin Chúa. Cầu xin Chúa là cái cầu nguyện của mình riêng tư đối với Ngài, mình làm ở trong cái giờ cầu nguyện của mình. Khi mình cầu nguyện chữa bệnh đó, mình phán với cái vấn đề. Bây giờ thực tế nè, nếu ai ở đây có cái bệnh gì, đang đau gì đó, thì giơ tay lên. Nếu muốn Phương cầu nguyện, bây giờ mình làm thực tế luôn. Ở đây có ai bệnh gì không? Đó, chị Vân bị gì? Chị bị đau cổ. Chị bị đau cổ hả? Sore throat đó hả? Oh, đang đau hả? Đau cỡ bao nhiêu? Đau cỡ nhiêu cơ? 6, 7 hả? Ok. Hổm chị nói chị đi, chị đỡ đau rồi mà đau lại hả? Ok, bây giờ xin mời chị Văn lên. Bây giờ mình thực tập luôn nha. Ok, thành ra trước khi mà chị Văn lên và Phương cầu nguyện, bây giờ mình ôn lại 3 bước nha. Một, biểu hòn núi phải dời đi. Hai, chẳng nghi ngại trong lòng. Ba, tin chắc. Ok, cái điều mà Phương sẽ làm bây giờ đó là Phương sẽ cầu nguyện cho chị Văn hết đau. Và cái điều mà đây là chị Văn. Ok, xin chào chút xíu, xin chào chút xíu. Cái điều mà Phương diễn tả mà sẽ xảy ra đó ở trong đầu óc của Phương đó mà người ta không thấy đó là sau khi Phương cầu nguyện rồi đó thì Phương cố gắng không suy nghĩ gì hết. Tại vì khi mà mình cầu nguyện vừa xong rồi đó thì những cái sự nghi ngờ đó nó sẽ vào cái tâm trí của mình. Giống như là sau khi mình dứt lời cầu nguyện đó thì những cái tư tưởng giống như là ô chỉ sẽ hết đau không, không biết cái này có work không. Thành ra cái điều mà mình làm đó là mình chẳng nghi ngại trong lòng và mình tin chắc rằng bởi lần đòn của Ngài thì chỉ sẽ hết đau. Có những cái trường hợp khác, những sau này Phương sẽ nói là có khi người ta không được chữa lành, nhưng mà cái điều đó có những cái lý do. Một là họ cần tha thứ ai đó, hoặc là họ cần ăn năn cái điều gì đó mình không biết, nhưng mà cái sự không tha thứ đó nó ngăn trở cái sự chữa lành, và hơn nữa nó làm cho người ta có bệnh nữa. Thành ra nhưng mà những cái vấn đề đó đó mình để vào ở trong tay Chúa, mình chỉ lấy đức tin và mình cầu nguyện cho người ta. Và Phương mong rằng chúng ta thật sự thực tập cái này. Mình có thể thực tập ở trong nhà trước khi Phương cầu nguyện cho chị Văn, thì không biết Ami đi rồi hả? Ami mới kinh nghiệm cái này từng rồi á, nhưng mà để Phương cầu nguyện cho chị Văn rồi Ami trở lại thì Phương mời Ami chia sẻ. Ok, bây giờ mình sẽ phán với núi, mình không nghi ngại trong lòng nhưng mà mình tin chắc, phải không? Ba điều, chỉ ba điều thôi. Mình nói lại coi. Phán với núi, nghĩa rằng mình phải nói ra. Rồi số 2, Chẳng nghi ngại trong chẳng nghi ngại trong lòng. Số 3, nhưng tin tin chắc. chắc ứng Ok, nghiệm. alright. Chị Văn đau ở đâu? Đau cỡ 6, 7 phải không? Ok, kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho chị Văn và đời sống và đức tin của chị Văn. Ngay bây giờ ta phán với cặn cổ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự đau đớn
phải lui ra khỏi thân thể này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, cần cẩu này, xương, cốt, bắp thịt đều được chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Sao? Chị move around coi. Thấy sao? Người là chưa tin đó. Thấy có change không? Và Phương hỏi người ta, tại vì có khi người ta không thấy khác biệt gì hết. Và Phương kinh nghiệm cái đó đó, that's okay. Thường thường á, mình cầu nguyện rồi mình mong rằng nó sẽ work, nhưng mà mình không cần mong, mình chỉ hỏi họ, họ bớt đau chưa? Mà nếu mà họ chưa bớt đau, it's okay, mình hỏi họ, mình cầu nguyện lại được không? Thường thường Phương cầu nguyện từ 3 cho đến 7 lần, it's okay. Sao chị thấy sao? Tiếp hồ của Nếu hồi nãy 6, 7 thì bây giờ bao nhiêu, hay là nó không thay đổi gì hết? bây giờ mới vậy đó, bốn anh, nhưng mà nó rét đó, nó rét lắm, Rác hả? rét lắm, không Chân phải nhất hả? nó rét, Rác hả? nó vừa đau mà vừa rét. Ồ, ngồi nha. Ok, bây giờ Because mình you stress it all, relax. Oh, that's okay. Chị căng thẳng không? Em không căng thẳng không? Cái chị giữa mọi người căng thẳng không? Ok. Cảm ơn Chúa. Ngài đã bớt đau đớn. Nhưng mà chúng con muốn sự chữa lành hoàn toàn. Và không có sự đau đớn nào hết. Cho nên trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự đau đớn, cảm giác bị rác, phải ra khỏi và chấm dứt trong thân thể này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, sự chữa lành từ đầu cho đến chân, trôi chảy ở trong thân thể này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả bắp thịt, cổ, xương, cốt đều được lành mạnh trong danh Đức Chúa Jesus Christ ngay bây giờ. Ok, chị thấy sao? Không biết. Không biết hả? Và một là không thay đổi, hai là nó thay đổi. Có khi nó vậy, có khi nó khác, không biết được. Ủa, Ví nghĩa dụ giống sao? như là chị cầu nguyện ở nhà thì nó cũng hết, rồi cái khoảng 3 4 tiếng đồng hồ sau hay qua ngày hôm sau lại đau lại, đúng không? Mà có 2 3 ngày chị không uống thuốc giảm đau thì nó cũng giống vậy, mà chị uống thuốc giảm đau cũng giống vậy. Ra bớt rồi đó, nãy giờ thấy bớt rét rồi đó. Bớt rác là cỡ nhiêu? Cỡ bây giờ chị quay được, chị quay đây, quay hôm trước chị quay gì phải nằm làm gì vậy, cỡ giờ còn cỡ 2 3 2 3, Hai với ba lại chỉ có bị cái mục cái chỗ này em rờ chỗ này thôi cho nên ủa tự nhiên nó mới nổi lên khoảng chừng 2 tháng. Ok, để cầu nguyện tiếp. Nếu mà nói 6, 7 còn 2, 3, bây giờ mình cầu nguyện sure tới zero. Ok. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì sự chữa lành của Ngài. Nhưng mà chúng con muốn sự chữa lành hoàn toàn. Cho nên trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự đau đớn và sự rác, cảm giác rác phải chấm dứt ngay bây giờ. Phải lui ra khỏi thân thể này. Phải đi trong danh Đức Chúa Jesus Christ ngay bây giờ. Pain, go right now. Healing, flow. Sự chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ được đầy trong thân thể này. Cái gì sinh ở đây? Phải xẹp xuống trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ok, thấy sao? Lắc lắc cái. How's it feel? Lát được rồi đó, hết đã rồi đó. Giờ còn Đã chút đã thấy không? Còn chút xíu hả? xíu. Chút xíu là cỡ, chút xíu là cỡ Cả một một. một hai hả? Ok, mình cầu nguyện tiếp cho đến zero. Ok, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chị đã bớt đau rất nhiều, nhưng mà chúng con muốn sự chữa lành một cách hoàn toàn và không còn đau đớn gì nữa, không còn cảm giác rát. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả sự đau đớn phải lui ra khỏi thân thể này, tất cả những bệnh tật phải lui ra khỏi cổ này.
sự chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ trên thân thể này. Ok. Làm sao? Yeah. Hết rồi đó, bớt hết hết đau. Ok, cảm ơn chị Phan. Ok, thì mình thấy rất là khác biệt. Mình không có cần cầu nguyện dài và mình không có cần cầu nguyện lâu. Mình nói những cái điều cần thiết thôi. Nếu họ cảm giác đau, thì mình ra lệnh cho cái đau đó đi. Và cái này đó, mình thực tập vài lần, thì mình sẽ thấy rằng là nó work và nó làm cho cái đức tin của mình, giống như là mình luyện tập cái đức tin của mình vậy đó. Nhưng mà cái điều mà mình cần luyện tập ở trong lòng đó là cái số 2 và số 3, cái phán á, thì mình có thể tập những cái lời rất là đơn sơ, giống như là đau đớn phải lui ra trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà cái khó tập hơn á, là trong đầu của mình không nghi ngại. Mình đừng có để những cái tư tưởng rằng là ô người đó sẽ chữa được lành không, ô nếu cái người đó không chữa được lành thì như thế nào. Mình đừng có để cho phép cái tư tưởng đó. Cái đó ông Paulo nói rằng là cái tâm trí của con người cũ, cái tâm trí của xác thịt đó, nó không bao giờ nhận lãnh được những gì thuộc về thánh linh. Thành ra giống như là một đứa trẻ, mình suy nghĩ rằng là người lớn đang làm chuyện, con nít qua một bên chơi. Cái tâm trí mà hỏi rằng là có được chữa lành hay không đó, cái đó là cái tâm trí của con người xác thịt. Cái con người thuộc linh đó, dựa vào lời của Chúa là bởi lần đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành, và chúng ta tin chắc như vậy, thì chúng ta nói như vậy, chúng ta tin như vậy, thì cái người đó sẽ được chữa lành. Và nếu người đó không được chữa lành đó thì that's okay. Cái đó là cái quyền năng của Chúa sẽ diễn ra ở trong đời sống của họ bằng cách khác. Nhớ, mình không phải là những cái người có quyền năng để chữa lành. Mình nhân danh Chúa Jesus Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong mình được tỏ ra ở trong người đó. Chứ không phải là mình có quyền năng rồi mình dùng cái quyền năng đó để chữa lành cho người ta. Nhưng mà mình là cái người tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời. Không biết ai có câu hỏi gì không, nhưng mà đến giờ rồi thì Vân sẽ kết thúc chiều hôm nay. Rồi chúng ta thì ủa anh sao chị Hưng nói sao? Mình có làm chứng là điều mà Chúa chữa lành cho mình và trong cái hãng mình đang làm. Tôi có giảng là hãy tha thứ người thì hãy tha thứ người thì Chúa sẽ tha thứ mình. Và mình có cái giận hờn một cái cô mà làm ở trong trong hãng đó, cũng không có giận hờn gì đâu, nhưng mà giữa qua chị em ăn cơm nói chuyện qua nói chuyện lại vậy mà tự nhiên người khác nói thì chị không giận mà tự nhiên chị lại giận ngược lại mình cũng không biết. Thì cái cô cái cháu đó chú nói là sao cô Tâm đó giận chị sao nói gì đâu. Thì mình ra thì mình cũng nghe vậy đó, mình thôi mình xin lỗi nhưng mà lòng mình cũng giận, mình gặp mình cũng không muốn nói chuyện với chị nữa. Thì học tối thứ tư thì mục sư có nói là hãy tha thứ mình thì Chúa sẽ tha thứ như người. Thì mình về mình cầu nguyện nên là Chúa ơi con tha thứ, Chúa tha thứ cho con thì con cũng tha thứ cho những người mà con làm buồn lòng họ. Thì ngày mai đó chỉ gọi điện chỉ nói chuyện với mình là biết tới bây giờ là chỉ gọi điện nói chuyện với mình liên tục luôn. Cảm ơn Chúa. Và lần thứ hai là được chữa lành là lúc đó mục sư ở đây cầu nguyện cho mình là kêu là mình đi dời cái hòn núi này đi và đức tin bằng hộp cải thì Chúa sẽ được chữa lành. Thì trong lúc đang làm thì cái đầu cái bệnh là lúc đó ở Việt Nam lúc nào cũng phải uống thuốc, nó căng cái đầu mà nó muốn gục cái đầu xuống. Thì ngước lên nó là ta công bố mi phải ra khỏi ta trong giờ này, không có sự đau đớn trong thân thể ta được Chúa chữa lành và dòng huyết của Chúa đã chữa lành cho ta, Chúa đã cõng ta từ đây chạy tới đó, ta đã thấy trong giấc ngủ thì giờ đây ngươi phải ra khỏi. Thì trong tức khắc cái đầu nó không căng không gì. Và lần thứ hai là mình có nói chuyện với mục sư là mình đi tiểu ra máu, buổi sáng sớm thì đi tiểu ra máu mình nghĩ là chắc là mình bị trĩ, mà rồi mới tới trưa lại tự nhiên nó hết.
nó hết nó lại xà ra lại nữa, lúc mình đang đi làm thì ra xà lại nữa, thì nghĩ bụng mà mình có bị gì về phụ khoa hay không không biết, thì mình lơ mình hỏi cái cháu Nhung đó, nói là cháu đi khám phụ khoa ở bác sĩ tỷ gì đó, mình nói là để mình đi, nhưng mà nó không, Chúa chữa lành và công bố máu sẽ không được chảy trong thân ra khỏi nữa, và ta sẽ được chữa lành từ nơi này, thì Amen. từ đó biết tới biết đây là không có bị nữa. Cảm Amen. tạ Cảm ơn Chúa. Chúa. Ok, cảm ơn chị Hường chia sẻ. Thành ra mình nên thực tập những cái điều đó, và mình sẽ thấy rằng là trong danh Đức Chúa Jesus Christ mình sẽ được chữa lành. Và Phương kết thúc với cái này. Phương thấy quá giờ rồi, nhưng mà chắc không hơn 3 phút đâu. Hôm bữa Phương đi một cái buổi giảng, thì ông mục sư ổng cũng dạy mình đặt tay cầu nguyện chữa lành giống như vậy đó, và ông nói thực tập liền. Thì Phương xây qua thì kế bên Ami, kế Phương có Ami, thì Ami nói Ami đau lưng, thành ra Phương đặt tay Phương cầu nguyện cũng giống như vậy, và hỏi Ami rằng là bớt chưa, thì Ami nói bớt rồi. Rồi Phương hỏi hết chưa, tại thường thường á, có khi người ta bớt nhưng mà nó không hết, nhưng mà mình muốn làm sao cầu nguyện cho người ta hết luôn. Nhưng mà cái bà kế Phương á, bà nói rằng á là đừng có tìm cái đau đớn kỹ càng như vậy, nếu mà cậu hết đau rồi thì mình đi cầu nguyện cho người khác. Thành ra Ami nói ok hết đau rồi, thành ra Phương với bà Mỹ kia đi cầu nguyện cho cái người khác. Sau rồi đó đó, rồi Minh Thanh á, nó có kể á, nó về nhà nó mới, Minh Thanh là đứa con gái 15 tuổi của Phương, nó nói là hồi hồi đó mommy cầu nguyện, mẹ cầu nguyện cho cô mi chưa hết đau, nhưng mà con đặt tay con cầu nguyện thì cô mi hết luôn. Thành ra cái đứa trẻ cũng có thể làm nữa, nếu mình tận dụng cái quyền mà Chúa ban cho mình và cái đức tin, nhớ phán với hòn núi, không nghi ngại trong lòng và tin chắc nơi lời Chúa, bởi lần đòn của Ngài chúng ta đã được chữa lành. Ok, bữa nay mình kết thúc ở tại đó và phân cầu nguyện rồi chúng ta kết thúc. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho tất cả chúng con là những người tin được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài, và chúng con có quyền ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ ở trên tất cả mọi quyền lực của ma quỷ và kẻ thù, và ở trên bệnh tật. Chúa ơi, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh, xin Ngài chỉ dạy chúng con để chúng con có thể làm những người làm chứng về tình yêu thương của Ngài. Chúng con cũng có thể tỏ ra tình yêu thương của Ngài đối với những người đang đau thương, hư mất. Chúa ơi, và chúng con có thể giúp đỡ họ một cách thực tế bằng danh của Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài ban cho chúng con, danh trên hết mọi danh, và danh có quyền chữa bệnh tật. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Ngài mở những cơ hội và những cánh cửa cho chúng con để chúng con đi ra và làm chứng về danh Chúa. Chúa ơi, và đặt tay chữa lành những kẻ đau ốm trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Ok. Amen. Cảm ơn mục sư. Không có chi. Good night. Ở bên Việt Nam thì có một ngày tốt đẹp vui vẻ. Bye bye everybody. Ok, bye bye. Chào chị.